Xin chào các bạn. Làm như thế nào rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn có muốn biết mình đã sử dụng bao nhiêu thời gian trên Facebook không ạ? Sau đây là một phần giới thiệu nhỏ về số thời gian chúng ta đã sử dụng trên Facebook dành cho những bạn quan tâm. Trước tiên các bạn mở trình duyệt. Trên ô tìm kiếm các bạn search từ khóa How much time. Các bạn tìm từ khóa như tôi đã gõ đây. Sau đó các bạn vào link của tạp chí Time. Tại đây có một ô màu xanh với dòng chữ How much time have you watched on Facebook. Các bạn nhấn Next. Một cửa sổ hiện ra sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập bằng tài khoản Facebook mà chúng ta đang login. Để đồng ý, các bạn nhấn đồng ý. Trên màn hình đã hiện ra nút Start và 17 phút là thời gian trung bình mà mỗi người sử dụng trên Facebook một ngày. Nếu các bạn sử dụng ít hơn, các bạn có thể thay đổi. Hoặc các bạn sử dụng nhiều hơn, các bạn có thể tự ước lượng và điền vào. Ở đây tôi ví dụ sử dụng 30 phút một ngày. Sau đó chúng ta nhấn Start. Ứng dụng sẽ tự động tính toán dựa trên số port và các thông tin khác của chúng ta. Ví dụ ở đây chúng ta có liên quan đến khoảng 1432 ports và chúng ta tự port khoảng 788. Status và ảnh và các thứ chúng ta post lên Facebook. Và chúng ta đã lãng phí 29 ngày 7 giờ 31 phút. Đây cũng là một ứng dụng vui, các bạn có thể thử để xem chúng ta đã tốn bao nhiêu thời gian với Facebook. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.